Xin chào bà con, hôm nay thì bên Thế giới Máy may Công nghiệp giới thiệu cho bà con anh chị máy móc bên thiết bị ngành may ha. Cái máy này là gọi là máy cắt nhiệt, máy cắt đai nữa ha, máy cắt nóng lạnh đó. Nó đây cắt nóng cắt lạnh này là cái dây đai rồi các kiểu ha. Đây rồi, sau đây thì em sẽ nhờ anh kỹ thuật vô hướng dẫn bà con mình cái và những cái thông số về cái máy cơ bản thì nó như vậy thôi ha. Đây là cái thao tác sử dụng máy ha. Cái này là cái số lượng số đếm, cho ví dụ đang hiện tại là cài 25 cái chạy này, chạy thử nghe 25 cái. Cái đếm này sao? Đếm này đúng không? Đang đếm đó. Đây cái dây này dây là dây dây là người ta làm nơ á. Khách hàng đang đặt. Này các dây gì của dây gì anh? Thường là dây nơ. Nơ là dây nơ. Rồi 25 cái là tự ngưng đúng không? Đúng rồi, đang số lượng. Đây là cái này là số lượng đúng không? Đúng rồi. Còn bây giờ mấy ví dụ như mình muốn cài nó thì mình bấm vô đây. Mình cài ra hiện 25 này đúng không? Ừ. Cái này là maximum nó là 30.000 cái. À, hiểu không? Rồi. Bây giờ nó chốt này muốn chuyển qua thì chuyển qua. Bây giờ ví dụ như là 125 đi. Đó là cái số này. Còn khi nào mà cài maximum của nó là 30.000 cái. Thì là mình kề chỉ cài max tới đây thôi. Rồi nó đếm tới đây nó dừng. Còn bây giờ nếu mà cái này là mình chạy là mình chạy là sẽ 25 cái nó sẽ tự tắt. Nhớ này. Đó, cái này nó về đây này. Cái này là 25 hồi nãy nè, rồi xét lại nè. Nó về không này, nó sẽ đếm lại. Còn cái số lượng ngang cái độ dài của cái dây đai này, cái dây là cái đai này là cái lên xét nè. Đây là hiện tại là dài có 60 là tương đương với 6 phân. Đó, có 6 phân, 60. Đó. Cộng lên thôi. Nếu 160 thì thành 16. Mình chuyển mình cài số lượng chiều dài. Này là phim chuyển đúng không? Đúng rồi. Khi nào mà nó chốt cái nào là mình chỉnh lúc đó. Chừng nào nó cho nay chuyển hay gì đây. Thành 160 hay gì đó. Còn mình nhớ là mình cũng bấm cái xong bộ set này. Khoảng chừng 2 giây là nó nhớ. Đó là nó nhớ. Rồi, còn đây vừa điểm ban đầu. Bây giờ nó sẽ chạy là nó sẽ chạy 125 cái. Đây cái số lượng này, quality này. Này số lượng này, 125 cái này thấy không? Nếu mình chuyển về đây, đây là không nè. Vị trí này không là chạy 125 cái là nó sẽ ngưng. Nhớ không? Này mà chạy này, nó đếm này. Muốn dừng á, là dừng đột ngột là dừng đây. Dừng đây. Dừng đây là cho dây do này sẽ đứng lên. Chứ mà không thể tắt lượng này đúng không? Giao lúc nào nó phải đứng dậy, nó ở vị trí tận cùng trên, nghe không? Khi nó xuống dài là nó sẽ cắt đúng không? Nó phải dòi điểm nào. Khi mình muốn dừng hay gì đó mình có xét. Còn khi mà mình muốn chạy tiếp thì mình bấm start tiếp, nó sẽ hiện tại nó đang dừng đột ngột hay gì đang nửa chân đi, dừng nửa chân này nó sẽ cắt đúng cái thông số luôn, nó đếm số lượng tiếp theo thôi. Rồi hiểu rồi. Còn nhiệt thì ở trong đây, nhiệt thì vô cái này. Cái này là 5 này. Cái này là nhiệt lên là 110 độ C. Bây giờ muốn chỉnh nó lên 125 thì mình chuyển qua đây. 120 này 150 gì đi, 8 gì đi. Còn nếu mà 200 thì mình chuyển qua đây. Chuyển qua đây mình tăng lên. Bo đây mình nếu này dài là 300 nè, muốn nhớ nó giữ này. Bo dài nó chuyển qua là ok, đang nhớ nè. Rồi ok. Nói chung cái này là cắt dây đai được, cắt dây bông gai, đặc biệt là dây bông gai của ba lô túi sách. Rồi nếu mà bên may mặc mà dây vắt xăng mà cắt thấy cũng bỏ cho cắt cũng được luôn. Rồi thun, rồi mấy cái dây mà dây treo mà dây cổ á, chạy cổ ấu thun á, cũng chạy được, tại nó cắt ra cái thông số rất là chuẩn. Rồi anh chị em mà hay là xưởng nào mà có nhu cầu lắp đặt cái máy mấy các dây đai này phải xài nhiệt này thì liên hệ bên công ty Thế giới Máy may Công nghiệp ha. Số điện thoại là 0961811069 nha. Khi mà lắp đặt thì bên em sẽ giao hàng tận nơi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn lắp
lắp ráp cũng như là hướng dẫn sử dụng một cách chi tiết nhất nha. Video này thì chỉ mang tính chất hướng dẫn cơ bản thôi, chứ mà khi mà anh chị mua thì bên em sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn để mình dễ thao tác ha. Rồi chào anh chị em ha.